Thợ quê xin chào cả nhà. Hôm nay mình mới vừa dẫn được hàng. Thì hai món này mình đặt dùm cho một người bạn. Đây là một bộ dây với lại súng hàng, dùng cho máy hàng que để hàng tích. Rồi cái này trong đây có một cái đôi bao tay. Bao tay này là bao tay da loại dày, dùng để hàng lại cho nó đừng có bị nóng á. Cái bao tay này khi mình hàng cái vật mình đang mới vừa hàng xong mình dục ra mình cầm lên luôn cũng vẫn được đó, nó chống nóng rất là tốt. Nhưng mà cái này là không phải là tặng theo cái bộ này đâu nha, cái này là mình mua riêng nhưng mà người ta bỏ trong hộp, người ta gói chung thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cùng test cái bộ này ha, rồi cả nhà mình mà có ai thích á thì mình sẽ để cái link sản phẩm rồi vô Shopee mua, mình mua chỗ nào thì mình để cái link chỗ đó. Còn cái này là một cái kiến hàng điện tử, thì kiến hàng này cũng rẻ cả nhà, giá nó có 100 mấy à. Hàng tích này thì cái kiểu hàng của nó giống như hàng vô đá vậy đó cả nhà. Thì hàng vô đá mình sẽ dùng hàng bằng ga hoặc là khí acetylene đó, dùng lửa để đốt chảy cái vật mình cần hàng. Rồi trong quá trình hàng á, mà nếu như mà nó có thiếu thì mình sẽ dùng sắt mình bù vô đó. Nó có khoảng hở hay là hoặc là nó thiếu thịt á, mình dùng sắt mình đốt chảy cho nó bù vô rồi mình hòa tan nó. Thì đó là hàng vô đá. Cái cách hàng đó là nó cũng lâu lắm rồi đó, từ xưa giờ hàng que thì mình dùng que hàng đó. Que hàng thì hồ quan nó đốt cháy cái que đó, cái que này nó cũng bằng kim loại, nó sẽ bù vô món hàng luôn. Còn hàng mít thì tính chất nó cũng y như hàng que này, nhưng mà có điều cái dây mít thì nó nhuyễn hơn. Thì khi mình hàng á, mình vừa hàng nó vừa chạy dây ra, nó bù vô trong cái mối hàng. Còn cái này thì hàng á cũng dùng dòng điện hồ quan, nó sẽ làm tan chảy cái mối hàng để kết dính với nhau. Thì khi trong quá trình mình hàng á, món hàng nó bị thiếu thịt thì mình cầm cây sắt, cây que, inox hoặc là cây thao gì đó, mình bù vô y như hàng vô đá. Tính chất con này y như hàng vô đá nhưng mà dùng dòng điện hồ quang để đốt, còn thằng kia là dùng khí ga hoặc khí acetylene để đốt. Thì vì cái vấn đề mà nó dùng cái dòng hồ quang để nó đốt thì nó phát ra cái ánh sáng rất là mạnh, mình bắt buộc phải dùng cái kính hàng này để hàng mới được nha. Nếu như mình không đeo kính mình hàng như hàng vô đá thì nó sẽ bị đau mắt. Tại vì cái tia hồ quang á thì nó là cái tác nhân để gây ra cái vấn đề đau mắt. Và mình hàng điện cũng vậy, có nhiều người thì cứ tưởng khói nó bay vô mắt thì nó cái hơi khói nó làm mình đau mắt, cũng vậy. Cái ánh sáng nó làm mình đau mắt. Cái ánh sáng nó làm bỏng giác mạc. Hàng que, hàng mic, hàng tích, nếu như mà không có đeo kính hàng, mình hàng mình nhìn trực tiếp vô là nó sẽ bỏng giác mạc, gây ra đau mắt. Thì cái cây súng này người ta kêu bằng cây súng tích quẹt, có cái nấm chỉnh đây để chỉnh cái khí argon ra. Thì trong quá trình mình hàng mình điều chỉnh, khi mà mình hàng xong thì mình tắt y như hàng gió đá vậy đó. Cái cây súng này cái tính chất nó làm cái kiểu này á, là nó giống y như mình hàng hơi vậy đó, xài cái đèn hàng mình dặn mình chỉnh xong rồi mình hàng xong rồi mình khóa mình tắt. Trong tay súng này thì nó sẽ là dẫn điện để nó tiếp xúc điện cực phát ra nó hồ quang, còn mấy cái lỗ này nó sẽ thoát cái khí argon ra để bảo vệ món hàng. Cái kim hàng này thì nó có nhiều loại, mình hàng inox sắt thì mình hàng loại khác, còn mình hàng nhôm nó thì loại khác. Nhôm thì nó chịu nhiệt độ cao hơn. Cái ống vàng bên ngoài này là cái kẹp kim, thì cái kẹp kim này nó sẽ giữ cho kim hàng này nè nó cố định, thì nó không có bị tuột lên tuột xuống. Thì cái kim nó có nhiều loại cả nha, từ 1.6 tới 3.2. 3.2 loại lớn, thì ai làm đồ lớn thì mua kim lớn, còn ai xài nhỏ mua kim nhỏ. Thì cây kim lớn thì kẹp kim lớn, kim nhỏ thì dùng kẹp kim nhỏ đó. Cái này nó đi đâu với nhau, một bộ nhỏ thì nhỏ mà lớn thì lớn ha. Ở đây nó có cái con nè, được xẻ rảnh nè. Trong quá trình mình dặn cái kim này mình đẩy xuống á, thì cái con này nè nó sẽ bóp đầu vô, nó siết cái kim lại rồi cứng, đơn giản cả nha. Rồi bỏ vô rồi siết lại ha. Hàng tích này thì mình bắt buộc phải có chai khí argon. Đây là chai khí lớn thì mình mua để xài cho nhiều chuyện mình mới mua chai này. Còn như các anh em nào mà lâu lâu mới xài một lần á thì mua chai cỡ này nè. Ở Shopee bán chai có mấy trăm ngàn à, 400-500 gì đó luôn, có vỏ chai luôn. Rồi hết á, thì mình đem đi đổi. Khí argon này thì rất nhiều nơi người ta đổi, mấy chỗ mà đổi ra rồi đó, nó giờ nó cũng thông dụng lắm cả nha. Khi mình mua chai này về rồi thì mình sẽ mua luôn cái đồng hồ. Cái đồng hồ này là đồng hồ khí argon. Ở cái đồng hồ này mình mua 100 mấy trên Shopee nè. Thì cái đầu răng á, nó có hai loại, một đầu răng trong, đầu răng ngoài.
Nếu cái chai của mình á, cái răng của nó nằm bên trong thì mình mua cái đồng hồ là cái răng sẽ nằm bên ngoài. Còn ở đây á, mình mua shop đưa lộn, thành ra mình phải mua cái đầu chuyển để gắn vô. Rồi mình bắt đồng hồ vô rồi á, mình dặn cái núm xoay này nè, dặn hết trở về cái chiều kim đồng hồ, thì cái chiều hướng off là cái hướng theo chiều kim đồng hồ nè, dặn lại hết. Xong thì mình sẽ mở cái phanh chai ra. Đó, đây là cái lượng khí nằm trong chai, tổng số nó được bao nhiêu đây nè, thì nó sẽ hiện lên cái đồng hồ này. Rồi mình mở lên rồi mình sẽ đóng cái đầu chai lại luôn. Nếu như hơi trong cái đồng hồ này nó còn giữ nguyên lượng dày thì có nghĩa là mình đã gắn kính. Còn nếu mà nó chưa kính á, nó sẽ bị tụt hơi. Đó, nó tụt xuống dày. Đó, thì khi mà cái hơi nó bị tụt, mình thấy nó bị mất hơi trong cái đồng hồ này, khi mà mình đóng cái đầu chai này rồi á, thì mình sẽ thử bằng cái chai xà bông. Mình bỏ miếng xà bông bột hoặc là nước rửa chén gì đó hòa chung với nước cho loãng loãng rồi mình xịt vô. Đó, mình xịt vô như vậy. Ví dụ như chỗ này nó bị chưa kính thì nó sẽ xiên bóng ra. Mình sẽ dùng keo lụa để quấn lại, đơn giản cả nha. Đó, còn ở đây thì mình đã làm kính rồi. Khi mình xài hết cái hơi rồi á, mình đổi thì giá nó cũng rẻ thôi cả nha. Mà trong quá trình mình xài hàng tiết này á, nó cũng đỡ hao hơn là mình hàng chỗ đá rất là nhiều. Đây là cái chai oxy với lại chai khí acetylene. Thì chai này là bộ hàng chỗ đá. Thì hàng cái chai này là mình sẽ dùng cái đèn hàng này nè, mình đốt lửa. Còn xài hàng tiết này thì nó cũng giống cái tính chất y như là mình hàng cái này thôi. Cũng là đốt chảy rồi hòa tan hai cái vật cần hàng với nhau. Nhưng mà có điều cái kia là nó dùng điện hồ quang để đốt. Còn khí argon này là để bảo vệ món hàng thôi. Còn thằng này là khí đốt. Khí này là trợ lửa, tiếp lửa cho lửa cháy mạnh. Còn khí này là khí cháy. Thằng này là nguy hiểm. Thằng này thì cũng không đánh đổi. Thằng này chỉ tiếp lửa thôi. Còn này đặc biệt không cháy. Lỡ có rò rỉ xì thoải mái luôn. Nhưng mà có điều khi mà nó rò rỉ nó mau hết hơi thì mình sẽ mau đi đổi. Như vậy thì rất là hao tiền. Đó, thành ra mình làm cho kính là để bảo vệ cái túi tiền mình ra đó bớt hao thôi. Bây giờ mình sẽ tháo cái đầu của đồng hồ ra. Rồi mình gắn trực tiếp vô cái cọng dây này luôn. Rất là tiện lợi. Thì cái này nếu mà như mình xài chai nhỏ, nó lùng thì nó vừa dặn cả nha. Cái này mình xài chai cao, thành ra nó hơi cao. Rồi mình gắn vô vậy luôn cả nhà. Đó. Còn cái đầu này mình gắn vô máy hàng là xong đó. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái hơi gạt gông cho nó ra để vừa hàng ha. Rồi mình dặn cái đầu chai cho ra nè. Khi mình nhóm ra như vậy á, mình dặn ra chút xíu thôi, thì cái viên bi nó vẫn còn nằm y nguyên. Khi nào mình xài rồi viên bi nó mới chạy lên. Thì khi mà cái viên bi á mà nó chạy lên thì khi đó cái hơi nó mới thoát ra ngoài. Bây giờ mình sẽ dặn ra nè. Đó. Mình dặn ra mình chỉnh nè. Rồi hiện tại giờ là nó chỉ lên cái mức 3kg thôi, mình trở lên rồi cỡ mức này 5 đi. Đó, mức cỡ tới số 5 là ok rồi. Rồi vậy là bảo vệ món hàng tốt rồi. Rồi mình khóa lại. Mình phải dặn cái này ra để cho cái hơi nó thoát ra là mình mới chỉnh được ha. Mình hàng bằng cái máy hàng que này thì nó không có gì để gọi là sai kỹ thuật hay là sai khoa học gì đó. Cái máy hàng tích thì nó đặt cái nền tảng trên cái máy hàng que. Có chăng nó thêm vài cái bộ phận khác để phù hợp với cái cò tích để bấm, để nhả rồi nọ, rồi sung rồi nọ thôi. Đó, cái đó là nó thêm thắt thôi, chứ thật ra cái dòng đốt chảy vẫn là cái dòng hồ quang của máy hàng que. Thành ra bây giờ mình dùng cho máy hàng que thì nó chỉ thô sơ thôi, nó không có được những cái tính năng mà nó hiện đại như máy hàng tích giờ. Hoàn toàn là không phải là mình chế cháo là nó sai cái nguyên lý hay sai kỹ thuật gì hết á. Ở đây là mình xài cái dòng rất là thấp, nó không phải như hàng que. Hàng que mình đốt nguyên cái cây que hàng, bởi vậy mình cần cái dòng hàng nó cao để đốt mới chảy nổi. Còn ở đây mình dùng cái dòng hàng hồ quang để mình tạo lửa. Đó, mình hàng, thành ra mình chỉ cần chỉnh dòng thấp thôi. Bởi vậy mình hôm nay mình xài cái máy hàng rất là nhỏ. Máy hàng này thì công suất nó không có cao, mà cũng không cần công suất cao để làm gì nữa. Cái đầu rắc của cái cây súng tiết nè thì mình sẽ cắm vô cái cực trừ nha. Rồi rồi còn kẹp mát thì mình sẽ cắm bên cực cộng. Rồi bây giờ mình sẽ bật máy hàng lên, mình chỉnh cái dòng cho nó khoảng 30 thôi. Nó nằm ở hướng này nè. Cái dây của nó thì cũng vừa đủ, nó cũng không dài quá mà cũng không ngắn quá, cũng vừa đủ để cho mình làm chuyện hết cả nhà. Đó, đây dây mát nè.
mấy hàng mình đặt chung với cái chai. Thì nếu anh em nào mà xài cái chai loại lùng á thì nó còn gọn hơn, cái chai này thì là loại lớn, thành ra nhìn nó hơi kình càng. Tính hàng test thử mà quên vụ này cả nhà. Giờ mình phải làm cái này sơ qua cái nữa mới hàng được ha. Rồi mình mở cái chập khí ra nè. Đó. Lấy kim ra. Mình mài cái đầu này cho nó nhọn lại để cho nó tiếp điểm cho nó ngon. Thì mài cái này cũng dễ cả nhà. Đó, mình dùng cái máy mài cầm tay nè. Rồi. Để như vậy nè. Rồi, để như vậy xoay. Rồi. Cái đầu nó vậy là ok rồi. Gắn vô lại. Rồi khi mình gắn vô thì mình xỏ vô về. Rồi mình gá cái đuôi vào sau này lại. Khoan xí cứng ăn, mình xí cứng là nó bóp chặt cái này vô thì mình không có chỉnh cái kim được. Rồi mình gắn chập khí vô mình mới chỉnh kim. Rồi gắn chập khí này vô, xong rồi kim này dài quá nè. Mình đè cho nó thụt xuống bớt. Rồi mình để khoảng cách vậy nè. Đó mình ghiêng vậy. Mình nhấn cái kim mà cho nó thụt vô mà cái đội kim mà nó lú ra miếng vậy là ok rồi cả nhà. Đó. Rồi cái kim cái này là ok ha. Rồi mình xiết cái này lại. Rồi cái này phải đeo mặt nạ nha cả nhà, không đeo là đau mắt ha. Trước tiên là mình mở cho hơi nó ra, giống như hàng chỗ đá thôi. Đó, nhưng mà mình khỏi đốt lửa. Mà mình nghe nó ra mà cái độ mà nó vừa là ok. Đó, mình nghe nó xì xì vậy nè. Là ok rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ chấm vô ha. Trong quá trình hàng á là mình sẽ để hở ra. Đó, mình cho kim này nó hở ra khoảng cách nhiêu đây nè. Chứ mình không có cho cái đầu kim này nó trực tiếp tiếp xúc xuống y như là mình hàng que hở đang về. Như mình để hở cao quá thì điện mình nó sẽ phè ra, nó không có được gọn gàng. Mà như mà để thấp quá thì dòng điện tập trung lại thì nó dễ bị lủng đồ, hoặc là nó sẽ ăn sâu quá đó, nó, người ta kêu bằng nó ngấu quá đó. Thì mình để cho nó vừa cỡ này thôi là ok rồi. Rồi mở hơi cho nó xì xì ra vậy rồi quẹt xuống đó thì nó sẽ cháy nè, nó có cái ngọn lửa nè. Mình thấy ngọn lửa cháy này là nó cháy y như mình hàng gió đá thôi. Đó. Hàng vừa lại dính rồi đó cả nhà. Rồi ở đây mình quẹt xuống cái nữa. Đó. Ví dụ như mình hàng sắt thì mình sẽ dùng luôn cái cây kẽm 70 rồi mình bù luôn. Y như mình hàng gió đá thôi. Đó thì mình hàng gió đá sao mình bù y như vậy. Giờ mình sẽ thử đoạn này ha. Bù gió đá vậy nè. Y như mình hàng gió đá vậy đó. Nhưng có điều mình phải đeo mặt nạ hàng. Mình gọt. Mình gọt cái cây kẽm 70 rồi chảy xuống nè. Cách hàng này với hàng cái đá thôi. Không có gì khác. Rồi. Đây. Y chang hàng cái đá luôn. Cái này mình làm đồng xe Honda rồi là ok luôn đó. Làm đồng xe Honda, hàng sườn xe Honda rồi đó. Là khỏe luôn. Cái mối chảy của nó nè rất là gọn. Rồi nếu như trong công việc mình đang làm mà vô tình có khách hàng nữ nào mà đẹp đẹp mà ghé qua làm đó, sẵn đang ngồi chờ mình làm đó, thì nếu mình muốn múa may để cho nó tạo thêm cái phần hấp dẫn thì mình sẽ móc cái thao này ra hàng luôn. Thì thao này tính chất của nó thì nó xè dữ lắm, thành ra mình hàng là đương nhiên sẽ lôi cuốn sự chú ý, người ta nhìn người ta sợ đó, thì bắt buộc người ta phải nhìn mình hoài để coi coi nó có cháy nổ gì không, ta biết ta bỏ chạy. Thì tất nhiên là như vậy thì cái sự chú ý sẽ dồn hết về mình, thì mình sẽ được em đó là quan tâm và chú ý nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ test trên cái thao này. Ở đây là món hàng thao mình vừa mới chấm hàng nè. Nhìn cũng khá liền lạc. Tóm lại nói chống cháy là ok cả nhà. Rồi, vậy là thợ quê đã vừa chia sẻ cùng với cả nhà cách đơn giản để mình hàng tiết trên một cái bộ máy hàng que. Đó. Thì mình sẽ mua cái bộ súng tiết này thôi và gắn vô là xài, chứ không cần phải chế cháo gì thêm. Sự tiện lợi của nó là ở chỗ đó đó. Và mình phải mua một chai khí đặc công, loại nhỏ thôi chứ không cần lớn vậy đâu. Hồi nãy giờ mình hàng nó đâu có súng kim đâu, thấy không, hơi nó xuống ít lắm, hơi xài rất là ít hao, chứ không phải là mình xả hơi ra xài xả hào hào mới đủ, không phải vậy. Không cần phải cái máy hàng nào mà nó cao siêu hết á. Cái máy hàng này mua bữa có 700 mấy à, 720 ngàn hay nhiêu đó,
là đủ hàng rồi. Thì cũng có nghĩa là cái máy hàng nào cũng hàng được, chứ không có riêng loại nào hết á, loại mạnh loại yếu gì cắm vô là hàng. Thậm chí nãy giờ mình chỉ để cái mức cao nhất á, là nó chỉ có tới hơn phần nửa ampe thôi. Cái máy nhỏ xíu này nè thì không cần phải để dòng cao. Hàng tích này là mình để dòng thấp mới hàng được, để dòng cao là lủng đồ hết. Rồi cả nhà xem video thấy hữu ích thì tặng cho mình một like ha, để ủng hộ kênh Thợ Quê. Mình cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thì ai mà quan tâm tới cái bộ này á, muốn mua thì mình sẽ để cái link sản phẩm của Shopee, thì bấm vô đó cái đặt mua, chứ mình không có bán ha. Rồi Thợ Quê xin chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà vào một clip sau với ba cả nhà.